shopling.atm.com, bán hàng bóng chuyền mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shopling.atm.com. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi trà trộn anh em nhá. Thì đây, bây giờ mở mic lên phải bảo là bây giờ mẹ có muốn con có người yêu không? Con để con nói chuyện với người yêu chứ, đúng không? Mở mic lên, chat chat làm cái gì? Bây giờ muốn có người yêu thì phải mở mic lên để có người yêu rồi á. Ôi giời ơi, có người yêu rồi thì chơi bời gì nữa. Có người yêu thì toang rồi. Cảm ơn nữa hả? Ôi giời ơi. Mẹ bảo con đang chơi cả người yêu. Đúng rồi, bảo là bây con đang chơi với người yêu. Mẹ phải cho con để nói chuyện với anh ấy. Có một thằng này, có một thằng này. Ok ok. Có thằng chỗ số 1 luôn này. Ok, để tôi. Trên nóc nhá, trên nóc số 1. Trên nóc à? Đâu rồi? Vẫn ở trên nóc. Mày chạy đi đâu? Hay đây thằng Ngọc chứ. Có mẹ Ngọc. Ui giời ơi. Rồi ơi, thiên đường muôn lối thì lại không đi. Mẹ ơi, chạy về nhà tôi. Một nối thì lại phi đâu vào anh em ạ. Trong team có hai bạn mình chơi được một trận trước thôi, nhưng mà trận trước cậy sớm quá anh em ạ. Còn một tên trên nhà nữa. Mình phải gọi là thủ tiêu tên này đã. No. Đây. Lên luôn. Đã tới đâu mà lên? Từ đã, mình thì không có máu chứ. Tầng 3 nhà nào vậy? Tầng 3 nhà này luôn. Cái này. Ui, nó đang rút chốt này. Lên. Lên luôn. Ui giời ơi. Hay quá. Cầm chốt lâu quá. Chết luôn. Thế là có hai tên trong này thôi anh em ạ. Xong rồi. Hết rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ngọc chuẩn bị kêu. Kêu gì? Sao này kêu? Bạn nữ kêu giọng hay mà. Mà tắt mic nãy giờ nhưng mà bạn ấy kêu là má mẹ ở cạnh. Thế anh em không ạ. Không có nước. Nó không kìa. Ui giời ơi, nó bắn nhau này. Thôi. Ôi thôi rồi. I'm getting shot. Số 2 bị nốc rồi. Từ. Ủa bên kia đông thế. Nó đang ngồi làm cái gì này? Đâu? Ui không gạt được ạ. Ủa sao ở dưới này rồi? Ôi sao số 4 đã chết rồi? Đợi chắc là có đứa bên kia bắn. Bên đồi á. Bên dưới. Bên này còn ít nhất là 2 tên nữa. Gần Ngọc có. Mình ngăn mạng rồi. Cứu Ngọc được không? Đây, ra mình cứu bạn Ngọc cho. Để mình cứu cho. Sao này bỏ à? Không bỏ được. Yên tâm. Có tám đấy chăng ạ? Đây. Sầm bông bạn nhá. Ai? Tên ở gần đâu nhỉ? Đây rồi. Rồi. Nấp rồi. May là phản xạ kịp anh em ạ. Mày chết con lợn ơi. Con lợn này. Nấp hai. Nấp hai. Mày chết đi. Này thì đúng này. Này thì gạt đồng đội này. Được đó. Hình như ông này ông số 4 là bị tên này giết sao ấy. Còn bên đường nữa. Còn một bên đường nữa anh em ạ. Bọn hai tên bên đường nó đi đâu rồi anh em ạ? Đây. Clear đã. Clear á. Ui thôi đi thôi. Bây giờ bọn nó đi đâu rồi biết làm sao được. Đây. Xuống lấy siêu xe. Đâu nhỉ? Đây. Vừa mình thấy cái siêu xe đây anh em ạ. Đây, đợi mình tí mình lấy xe mình quay về mình đón nhá. I need consumables. Chờ tí. Cho nó máu kìa ông. Cho nó máu ạ. Ok. Tí. No. Ôi, mình còn một bình thôi. Mình chỉ còn một bình thôi. Nào, nó cần nước. Siêu xe à? Đây rồi. Ui. Lên xe. Oh no. Đây gọi là nhà giàu nè. Lên xe nào. Đấy. Đâu mình nghèo thật mà mình có gì đâu. Gian dối gì? Chồng ơi đi đâu? Chồng anh ơi. Ơi. Sao lại chồng ơi? Sao vừa bảo có người yêu rồi? Thôi, Trang ơi, cáp màn hình nhạ. Sao lại chồng đâu á? Ui giời, vừa mới bảo là có người yêu rồi, không muốn có người yêu nữa xong giờ. Bảo có người yêu rồi mà. Ai làm thế? Đây này, kéo lên trên bảo có người yêu rồi. Kéo lên trên xạo này, á. Đã thấy. Tin làm sao được. Này, có cả tin nhắn hồi nãy đây. Thôi, em biết làm gì đấy. Nào ta chơi à. Bây giờ đi kiếm người từ đã. Cái thính vừa nãy đâu, đây đâu nhở? À kìa rồi. Rồi mình thấy rồi. Quay lại đi ăn thính vậy. Ăn
vì lúc nãy mình thấy những cái thính ở bên này mà cái thính rơi từ trước ấy. Vãi trưởng anh em ạ. À. Vừa lấy mới bảo có người em xe VIP nữa nhá. Ồ oh, ok ok. Sướng quá. Em nữa. Ok ok tí nữa mình biến cho cả team chơi. Ờ cái thính vừa nãy đây đâu nhỉ? Ô, nó rơi đâu nhỉ? Thôi chồng đã rồi. Này bây giờ đố dám mở mic lên gọi chồng ấy. Bây giờ đố. Bây giờ đố số 2 mở mic lên đấy. Mở mic lên thì mới tin chứ. Ôi giời ơi, thách luôn. Mom à, mẹ vợ la khủng la bảo là bây giờ con chơi với người yêu con. Đúng, nghe thấy sai lắm. Nghe thấy lườn lắm mọi người ạ. À. Này, bước này, X6 này. Đấy. Nó có nhiều lắm, chở. Đi. Đi. Hello, mạch chào mừng anh. Cái thính đâu nhỉ? À đây. Đây, mình chở bạn Giam cái thính nhá. Ui, mà cái thính ở ngoài rồi. Ở ngoài kia, thì ăn làm sao được? Nó đi, nó ăn đây. Nó thế đứng đây đi. Sao lại úi? Đây. Cho số 2 chạy ra ăn. Ông ở đây rồi. Ôi giời ơi. Ôi chưa kịp nói đã chạy ra rồi. Ra đấy mà con người là nó bắn cho nhấc người đấy. No. Ở đây nguy hiểm lắm. Cái nhà này mà team nào công vào là dễ chết lắm đấy. Đừng cho đi xe VIP nữa anh số 1 ơi. Thôi ai làm thế? Mẹ nói không nghe. Nói không nghe. Vãi thật. Đầu kích. Tí nữa cái ghế phụ sẽ là của tao. Nhanh lên Ngọc ơi, nhanh lên bo thu rồi. Nhanh lên, nhà bao việc. Ăn ở đây dễ chết lắm. Bây giờ mà có team công vào là đi đấy. Có biết đâu một vẫn lần đâu. Vẫn đang lựa đồ. Shopping lâu quá. Vẫn đang đi shopping. nhanh lên à tên Ngọc à, bạn là tên Ngọc. 249. Alo Ngọc. Đấy anh em ạ. Vừa mới bảo có người yêu xong cái lên siêu xe phát gọi chồng luôn ạ. Vãi thật. Đúng là gọi là tác dụng của siêu xe đấy anh em. Có xe, xe đến. Ui, chết Ngọc rồi. Mẹ rồi. Có xe tới. Ui. Được không? Tôi nó phá xe mình này, bạn ơi. Xe tiền tỷ bạn ơi. Ui bom. Cái nhà này là khoai rồi. Về tới nhà rồi. Bom à. Ui cái mẹ gì đây. Chết kìa. Ôi rồi ơi. Thôi xong rồi, quăng bom ra cầu thang. Bom nổ. Thôi thua rồi. Ui. Phí thế. Trời ơi, biết ngay mà. Đây rồi, mình đừng ngồi siêu xe được mà. Trang ơi. Trời ơi. Tiếc thế. Y như rằng cái nhà nó đen mà. Nhanh nào. Ôi trời ơi, vừa tin chạy thôi. Ui, đồng thê. Yeah, em đi với anh Boy nhà nghèo. Ok luôn. Ôi trời ơi. Anh Boy nhà nghèo. Ai ở gần mình đến đây? Ngọc ấy. Ui, để Ngọc ơi, chạy bảo trọng một mình em ở đấy đấy. Người thành công luôn chọn nó đi riêng hả? Chết mẹ con Ngọc. Ngọc ơi, xa thế Ngọc ơi. Thôi mọi chào mọi người nhé. Chào mọi người trước nhá. Chết quả vui quá. Thành ra là mình tách ra làm gì hả cháu? Không làm gì được. Ở những pha nguy hiểm thế này thì không thấy gì. Cái nhà đấy là lấp ô tô xong. Ngọc ra đi mãi mãi để lại. Chết mẹ rồi. Có súng à? Số 1 rồi. Trời ơi. Ơi. Chết chó phải. Ôi giời ơi, bây không giờ có xuống đâu á. Shopping cao thế nhở? Ê từ mọi người, bình cao quá à. Công sang đi. 200 lợi. Đằng nào không có súng số 4 ơi. Có boss mà không có súng bắn. Trời ơi. Có người kìa. Ôi giời ơi. Không biết là bạn hình như chưa cầm súng anh em ạ. Ôi chết rồi đấy. Ui anh. Thôi xong rồi. Ơi. Em chưa có súng đâu. Ui, mình có mỗi cây mà. Đi. Đi, thôi chết thôi này. Đúng rồi, chết thì chôn luôn này. Mà chạy một vòng không có súng. Ngay lên trong đến nhà. Ui, nó có đồ ngon lắm anh ơi. Ok, cứ đi sau mình thôi. Cứ sau mình đấy. Mà mình bảo kê cho. Kê thế nhờ. Bắn nhau rồi. Ui, bắn nhau rồi này. Thằng 3 thằng 1 này. Đúng rồi, gáo đi.
Còn một thằng anh thôi. Ok ok. Hay hay. Rồi. Nốc 3 rồi, nốc 3 rồi. Hay quá. Ê, nhà nhà này đang đẩy sang này. Thằng cuối, thằng cuối, thằng cuối. Okay. Phía giữa đang chỉ sang này. Mày thì thò ra này. Ba thằng đi thằng nữa. Ba thằng này. Ba thằng cơ á. Cầu thang luôn, ba thằng. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Em có súng rồi. Ok ok ok. Từ từ thôi, bên dài. Bên dài ơi. Vội thế, vội thế. Ai? Bị cái đạp mẹ rồi. Ba tên của. Có thằng lên cầu thang giữa. Bị lắc. Ơi, lên đây làm cái gì? Lên đây làm, lên đây làm cái gì? Hay quá. Ơi, thịt người không dễ ăn. Ôi, nước chết rồi hả? Hồ vật người ta thế. Ui giọng hay, hay thế. Giọng anh kia nó đe vãi nổi anh em ơi. Anh em nghe thấy chưa? Ui giời ơi, lại còn gọi mình là chồng nữa ạ. Tin này mới còn 2. Ok ok. Tin này có 2 2 2 tên rồi. Cũng chạy trang. Bị lắc quá, trời ơi, binh 300 lận. Không sao, không sao. Quá tức ghê. Lút đồ đi, lút đồ đi. Mày sẽ giữ ở đồng lắm anh em ạ. Trời ơi, binh xuống đi, sắp rồi đi siêu xe. Vãi nồi ạ. Sắp được đi siêu xe à? Vãi cả binh xuống đi, sắp được đi siêu xe rồi. Mấy bạn này kiểu sẽ thương vãi nồi. Anh ra chuồng gà đi. Tôi đứng, không bỏ. Mày này. Ui, có tặng không nhà rồi. Người đây. Có tin không nè? Ôi. Mày á, mày định không cho tao đi siêu xe à? Ôi giời ơi. Không cho em đi siêu xe thật. Gạt tay đi, gạt tay đi. Ok. Gạt tay đi, được. Mày yếu chưa? Yếu chưa, yếu chưa? Ok ok ok. Yếu chưa? Trời ơi, nó gạt em luôn á. Thôi xong. Thôi xong trang rồi. Được yes, qua anh em rồi. Hai team, yes. Hai team công vào ạ. Yes. Vãi nồi ba. Ba đi. Kiểu xe vãi nồi. Cả ông kia nữa. Hay, hay quá. Em rồi bắn nhau đi. Hay quá. Đúng rồi, bắn nhau đi. Hay thật sự. Vẫn còn đang bắn nhau anh em ạ. Mình luồn luồn này. Xe chỉ em luồn khe. Trắng ơi. Xe chỉ em luồn khe. Chết đi. Hay. Trên lầu, trên lầu, trên lầu. Chồng nhỉ à. Chồng nhỉ nữa chứ. Chồng nhỉ. Chồng nhỉ nữa chứ. Chồng nhỉ. Chồng nhỉ. Hay. Một mình anh cân hết. Chồng nhỉ. Mạnh anh em ạ. Hay quá. Cái bụng sức mạnh. Nào xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Rồi cờ đi à. Ui dồi. Đã sao thật. Ui cái gì đấy. Ui đứng con à. Ui tôi bỏ mẹ luôn. Đông thế. Quả. Cố quả gì vậy ra. Này anh. Thằng chó này. Nó bên ngoài anh em ơi. Lấy tôi chạy vào đây. Tôi thấy 5-6 chú. Vào đây. Nào để chạy trước. Rồi đơn giản. Vãi cả bỏ thằng Huy đi. Hết sạch rồi. Cờ lia luôn. Vãi cả bỏ thằng Huy đi. Quá easy luôn. Đang nhẽ mình sống rồi đấy mọi người. Phê quá. Trời ơi, đang nhẽ tôi sống rồi đấy mọi người. Ơi trời ơi. Mình lại chuẩn bị có người đồng hành không đi siêu xe rồi. Thôi. À, out đi mọi người ơi. Số phận. Out đi, out đi. Out đi ra chơi trận mới. Thôi chơi đi, chơi đi. Thôi chơi đi, chơi đi. Thôi còn mỗi mình chơi thì. Anh sắp chết rồi mà, em biết mà. Thảo lại sắp chết. Thôi, anh chơi đi. Vừa cờ lý sắp chết làm sao được. Thôi thôi out đi nhá. Out đi anh em ơi. Mình out đây, mình out đây. Ờ, à thật à. Để